Đụ nghe tống về vô ổng về tống về ổng kêu quy sao bao được. Đá hoài không bay hư rồi đúng không? Kèo này chế lạ lạ nha các bạn. Thọ giữ đầu dò cho tài nhỏ qua đầu dò. Ngay tài nhỏ cụng qua luôn các bạn. Bên kia quy bo kỳ do tèo lùng. Đá cái dò không các bạn. Đây là set chung kết rất hấp dẫn nha các bạn. Đây là set chung kết rất hấp dẫn nha các bạn. Đúng rồi, từ ổng đó lắc cái banh đi lẹ hơn mày nhiều. Sân Trường Thọ, đường số 2, Thủ Đức nha các bạn. Sân trường của ổng nữa, đụng. Đứng lên xuống đâu chết không được. Họ hứng lên rồi chết. Cái này là Thọ giữ đầu dò cho tài nhỏ, ngay tài nhỏ thì nhỏ ủi nha các bạn. Cũng như bên hai được bên đây được có hai bát rồi nha các bạn. Bên kia là quy bo kia cho tèo lùng cái dò không các bạn. Xe chung kết bắt đầu. Vô ha. Anh 6 năm gói, anh 6 năm gói. Không, 8 điểm. À, kìa là quýnh lâu, 8 điểm lâu lắm rồi nghe. Má thì hồi nãy 10 điểm mà. 10 điểm giờ còn 8 điểm cũng lâu nữa thầy. Bên kia quy bo kia tèo lùng qua cái giò không các bạn. Bên đây Thọ giữ đầu giò cho tài nhỏ qua đầu giò các bạn. Nó thiếu hết tiền hay gì? Thiếu đủ mẹ đưa bố xị, thiếu 6 xị đưa bố xị đéo lấy rồi mượn đâu. Thì thiếu không có được, nó chắc nó tiền quá. Còn mới mượn được rồi, thấy chưa? Mình chưa thể lên bình luận đang quay cả. Còn chơi. 1-0. Là cái gì trời mà me là mày phái mà đứng được cái đích vậy luôn. Hai không. Ba không. Năm với anh đưa, anh đưa em 2, anh đưa em 18, 4-0. Tốt. Vô.
Một trái dần co lâu quá trời lâu. Y như kiểu kia. Tống thẳng cho người cũng vậy đi rồi, không có gì đâu. Năm không. Anh có 8 điểm nữa các bạn. Xe này xe chung kết nha các bạn. Quy bo kia cho tèo già qua cái giò không. Thọ giữ đầu giò cho tài nhỏ. Nhưng mà ngay tài nhỏ thì tài nhỏ ủi qua không nhớ giữ được nha các bạn. Các bạn gần xa xem YouTube nè, các cầu thủ bóng chuyền độ nè, có ai kỳ qua cái giò thì liên hệ sân Thủ Đức nha. Tèo lùng nha. Người kỳ qua cái giò, người kỳ qua cái giò nghe các bạn. Thách đấu toàn quốc, thách đấu toàn quốc nha. Năm không. Phát lại. 5-0. Sáu không. Xe này xe chung kết nha các bạn. Chung kết bị sụi luôn các bạn ơi. Tèo lùng sụi luôn rồi. 7-0. Tèo giữ hoài cũng mệt rồi. Quý, em bé hồi cái Quý. Anh mệt rồi anh mới thua đấy. Các bạn gần xa tất cả anh em chơi bóng chuyền toàn quốc nha. Kèo này là kỳ qua cái giò thách đấu toàn quốc nha. Các bạn nào thích thì đến kiếm tèo lùng nha. 7 nữa chết luôn anh tèo ơi. 7. Có thiệt nha các bạn. Hai bảy. Ba nhỏ số 2. Tèo lùng hiện tại bây giờ là cũng gần 50 tuổi nha các bạn. Hết phim. 10 điểm. 10 điểm à. Không hề chứ. Chính ai? Bảo đảm làm đưa clip lên hồi cũng có thằng comment nè đâu. Hết phim. Chơi chung kết quá dễ dàng cho Tèo với Thọ nha các bạn. Tài nhỏ với Thọ nha. Tèo lùng hết pin. Khán giả hiện tại bây giờ là 16 giờ, khán giả còn cực kỳ đông các bạn. Rồi, chúc các bạn xem bóng chuyền vui vẻ cuối tuần nha. Vui vẻ gì, thua quá trời vui vẻ gì đâu. Sân này sân Trường Thọ đường số 2, sân đình Trường Thọ đường số 2 Thủ Đức nha các bạn. Thứ bảy chủ nhật hàng tuần nha. Rồi. Chào các bạn nha.